Mến chào tất cả các cô chú anh chị gần xa đang xem kênh anh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn em có về một số mặt hàng đa dạng nhiều loại giống giấy mới ha. Dưới lại phần đầu clip thì em có xin giao lưu một cặp giấy lớn nha cô chú anh chị. Cây như là gốc cổ thụ vậy ha. Cây lớn, phơm tàn rất là lớn và già cây luôn. Em rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị gần xa thông qua số điện thoại 0706 961 085. Nhà vườn của em ở Lai Dung, Đồng Tháp. Đầu tiên là em vô cây số 1 nha. Cây số 1 thì cây này là ngũ sắc hái năm màu nha cô chú anh chị. Đen hoa rực rỡ ha. Em xoay một vòng tròn cho cô chú anh chị mình xem ha. Phơm tàn rất là đều luôn nè. Tàn này là tàn lớn nha cô chú anh chị. Nằm trong chậu đá luôn ha. Năm màu đầy đủ nha cô chú anh chị. Màu cam, trắng phớt hồng, màu vàng, màu hồng sắc pháo và màu đỏ phía đây. Xoay một vòng nữa ha. Đây. Màu đỏ bên em đỏ hái rực rỡ luôn ha. Xoay cái mặt này ra nè. Ai rất là dày nha cô chú anh chị, tàn coi nè. Cái cây này là nuôi là từ ngày mà bứng lên thần chậu nuôi luôn là rất là lâu nha cô chú anh chị, gần 5-7 năm rồi ha. Đây em nghiêng cái phơm tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem ha, rất là lớn luôn. Đây cái phơm tàn nè, rất là dày tàn nha cô chú anh chị, bông nụ búp búp rất là nhiều ha, từ trên đỉnh nè chẹt dài xuống nè. Hoa nhiều, cây lớn cho vàng lá cô chú anh chị thấy ha, xanh mướt nè, rất là đẹp luôn ha, đủ hết năm màu. Và cô chú anh chị đã xem ở ngoài xung quanh là tới cái phần thân ở phía trong ha, đây là cây tông một cốt luôn nha. Ở dưới thì cô chú anh chị mình nhìn lên ha, két vàng xương rất là dày, két mắt ghép này thì cô chú anh chị cứ yên tâm ha. Nó đã nói liền ở với nhau rồi, em đo cái thân ha, em đo vị trí này nha. 21 nha cô chú anh chị, 21 ha, là cái thân ha. Một ôm tay của em nè, mà em ôm không dát cái hoành thân này ha. Còn tổng cái hoành em đo ngay vị trí này nha, em đo bất kỳ ha. Ngay vị trí này là 24 nha cô chú anh chị. Ủa 42, 42 nha cô chú anh chị. Tổng cái bệ đế, tổng cái bệ đế là 87. Cũ rồi nè, hai tay em ôm không giáp cái cũ này luôn ha. Rất là lớn nha cô chú anh chị, nuôi rất là lâu rồi. Cây này gốc là gốc như gốc cổ thụ vậy ha. Cây này thì nằm trong chậu đá luôn. Rồi mã số 1. Tổng chiều cao 2m. Tổng tán ngang 2m1. Cái hoành là 42. Em đo ngay vị trí hồi nãy. Cây này em xin giao lưu là 9 triệu bao gồm phí ship. Là giao xe ha. Giao xe là em sẽ ship luôn cái chậu nha cô chú anh chị. Giao luôn cái chậu như thế này cho cô chú anh chị mình trưng vào dịp Tết này luôn ha. Dịp Tết này mà để hai cây về trước nhà rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây này mà để trước nhà ha, bàn trà đồ chiều ra uống rồi ha, rất là đẹp luôn. Hoa đen rực rỡ luôn. Rất là nặng nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 2. Cây kế tiếp, cây số 2 cũng là một cái cây ngũ sắc luôn. Cây này cũng tông rất là lớn nha cô chú anh chị. Em cũng xoay một vòng cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Hoa thì em bao đủ cô chú anh chị mình là 5 mặt hoa. Tàn thì nè rất là dày. Hoa thì ra đều hết 4 mặt. Hồng sắc pháo nè, trắng phớt hồng nè, vàng nè. Đây màu kem, màu đỏ phía sau nữa ha. Rất là nặng, xoay một vòng nữa thôi. Miếng đây, miếng đây. Rồi. Rất là cái này. Xích qua đây. Màu đỏ rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này cũng rất là dày tàn. Em dạch cái cho chú anh chị xem ha. Ở phía trong rồi nè. Rất là dày luôn. Những cái cây dày như thế này cô chú anh chị chơi hết đợt bông này ha. Đợt bông sau cái mình kê làm bông mới rất là dễ luôn. Tại phơm tàn nó dày có rất là nhiều à. Đợt này lâu lắm rồi em mới về được một cái cặp này nha cô chú anh chị. Cặp này nói chung mà nuôi cũng rất là lâu nha. Ở trong phần thân thì cũng là một cốt luôn ha. Tàn thì cũng là tàn gom luôn. Cái thân ở đây thì cũng là 20. Ngay vị trí này ha. Là 30. Ngay vị trí này là 40 nha cô chú anh chị. Gần 41 luôn, em tính 40 ha. Đế sổ luôn. Đồ sổ là 40, gốc sạch sẽ nha cô chú anh chị.
gốc sạch ha. Em bao cho cô chú anh chị mình là gốc sạch sẽ, cực kỳ sạch và gốc rất là già. Cây này củ rất là đặc luôn ha. Tổng cái bể đế này là 74 nha cô chú anh chị, rất là già và sạch luôn nè. Hai tay em ôm không dép luôn nha, rất là lớn luôn, gốc lớn tàn dày mà gốc rất là sạch nữa. Tổng đế thôi nè, nó ăn xuống tới đây luôn ha. Còn mã số 2, cao 2m, ngang 2m. Cây này thì có hoành nãy em đo là 40 ha. Giá là 8 triệu bao gồm phí ship. Khi ship, ship luôn cái chậu đá này luôn. Hai cây lớn này chắc em gửi xe nha cô chú anh chị. Gửi xe thì là hạn chế sự rụng hoa cho cô chú anh chị mình. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là ngũ sắc lùn nha cô chú anh chị. Cây này thì 5 màu, tàn lùn ha. Gốc lùn lợt, phơm tàn cũng lớn nè. Cây nhỏ thôi chứ hai tay em ôm cũng không dép cái phơm tàn này ha. Tàn rất là lớn, 5 màu hết. Em nghiêng cái phơm tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây, tàn dày, bông búp nụ từ trên đỉnh ha, chẹt dài xuống luôn nha cô chú anh chị. Cây bông nhiều ràng lá nè, xanh tốt mà lá to khỏe ha. Bên em là cho ra hoa tự nhiên nha cô chú anh chị, nên giữ được cái diện lá rất là khỏe luôn ha. Tàn thì rất là dày. Đây, cây này thì có màu đỏ thái nữa ha. Màu đỏ thái rất là đẹp luôn. Đây, gốc rồi nè. Cây này tàn gom luôn nha cô chú anh chị. Gốc này đế sổ luôn ha. Độ sổ cũng tầm 30. Gốc sạch sẽ. Rồi mã số 3. Cao 1m1, tới ngang 1m4, hoành 19. Mã số 3 1,2 triệu. 1 triệu 2 là em bao gồm phí ship. Khi ship em ship luôn cả chậu. Cô chú anh chị ở Hận tiếng xe thì em giao xe ha. Còn để hạn chế sự rụng hoa. Còn không tự không Hận tiếng xe thì em ship code giao tặng nhà luôn. Tiếp theo là mã số 4. Wow, số 3, số 4 một cặp nha cô chú anh chị. Cặp này về vô chậu kiểu ha, chân trên sân thượng hành lang vào dịp Tết này rất là đẹp. Cây này thì đang búp nụ nữa nè. Hoa chưa có rộ hết ha. Cô chú anh chị coi vàng nụ nè. Nụ đang búp búp ha. Một số nữa rồi, rồi một số còn búp. Phơm tàn dày kín mít hết. Những cái tai bông này nó nở rộ ha. Nó xè xuống rồi nè, nó rủ xuống nhìn rất là đẹp. Tàn gom luôn ha cô chú anh chị. Gốc này là gốc lùn lực luôn ha. Gốc rất là già gốc rồi. Gốc sạch sẽ, không có hẻo vết gì hết ha. Gốc rất là lớn. Rồi mã số 4. Cao 1m1, tổng tay nghe 1m4, hoành 20. Mã số 4 1,2 triệu. 1,2 triệu em cũng bao gồm phí ship. Tiếp theo là mã số 5. Số 5 là một cây giấy ngũ sắc luôn. Đợt này em về mấy cái tông mà nó vừa vừa ha cô chú anh chị, cho mình dễ chơi, dễ chăm sóc rồi luôn ha. Với lại chân trên sân thượng rồi cũng đẹp ha, trước cổng nhà nữa, trong chậu kiểu rồi. 5 màu nha cô chú anh chị. Tàn rất là dày ha. Tàn dày mà tàn lớn nữa nè. Coi vàng xương ở phía trong nè, rất là già và dày tàn. Hoa thì ra gỗ đủ hết 5 màu. Gốc này gốc đế sổ luôn nha cô chú anh chị. Độ sổ này cũng tầm 35 trở lên ha. Gốc sạch luôn. Hoa thì đang ra đẹp rực rỡ. Rồi mã số 5. Mã số 5 có chiều cao 1m2, tổng tay nghe 1m4, hoành 23. Mã số 5 1,2 triệu, bao gồm phí ship luôn. Bây giờ cô chú anh chị mình mua cho dịp Tết này rất là vừa nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 6. Em nghiêng cái phơm tàn xuống cho cô chú anh chị xem ha. Hoa nè, rất là rực rỡ, tàn dày luôn rồi nè. Bông này là bông mới luôn nha cô chú anh chị. Nó đang búp nụ nè. Này là nó chỗ đọt bông mới luôn ha. Ê, rất là rộ luôn rồi nè.
form tàn dày luôn, năm màu rực rỡ. Cái màu đỏ thái này rất là ngọt nha cô chú anh chị ha nè. Màu kem nữa nè. Ngũ sắc này là màu bên em và rất là đẹp luôn ha. Cái màu đậm, màu sáng luôn nè. Vàng lá thì xanh mức rượt luôn ha. Đế thì đế sổ luôn. Tàn gom luôn ha. Đế sổ gốc sập luôn. Gốc này rất là già nha cô chú anh chị. Đây nè. Cây rất là lùng lực nha. Cộng đế ở đây ha. Một ôm tay em luôn ha. Gốc rất là già. Còn mã số 6. Cao 1m2. Tới nghe 1m4 và 19. Mã số 6 1,2 triệu. 1,2 triệu là bao gồm phí ship luôn. Tiếp theo mã số 7 là một cây một cốt ghép, bên em đã làm khung rồi nha cô chú anh chị, đã vô khung rồi ha, khung làm dù, khung sắt luôn ha. Cây thì hiện diện đủ 5 màu, em nghiêng cái form tàn ha. Cây này cô chú anh chị mình thấy chưa, có tàn nhiều và nó đang búp nụ rất là nhiều ha. Về nè, mình chơi ra, mình chơi thời gian nữa nó nở bông ra rất là đẹp luôn ha. Đen nụ nè. Búp búp rất là nhiều ha. Cây này thì bên em cũng đã vô dây sẵn rồi, vô khung sẵn rồi. Cây này là một cốt thẳng luôn nha cô chú anh chị. Rất là lực luôn nè. Một ôm tay em ha, cái thân này nè, một ôm tay của em luôn. Quá sát cái gốc rất là đẹp. Cái thân ở đây em đo cho cô chú anh chị mình xem ha. Ở đây là 16 nha cô chú anh chị, thân ở đây là 16 ha. Cây rất là năng cây, già cây lắm rồi nha. Cây này cực kỳ già luôn. Củ đế, đế này đế sổ luôn. Độ sổ của cây là 35. Gốc rất là sạch nha cô chú anh chị. Gốc sạch, củ đặc luôn ha. Gốc này hai tay em ôm không giáp luôn nè. Nè. Đế sổ, để em đo cái dòng cổ cho cô chú anh chị mình xem ha. Dòng củ đế nè. Ở đây là 34 nha cô chú anh chị. Củ đế 34 ha. Cây này là 43 luôn nè. Em đo lộn. 43 ha. Củ rất là lớn. Cây này nằm trong chậu lớn luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 7. Cao 1m7, tới ngang 1m, quành 29. Mã số 7 2,5 triệu. Bao gồm phí ship luôn. Những cái cây mà em vô khung rồi phí ship rất là cao nha cô chú anh chị, tại vì không có ốp tàn được. Tiếp theo mã số 8 là một cây dù cẩm thạch tím siêu hoa. Quá sát. Tông này tông một cốt luôn. Em nghiêng cái phân tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem ha. Đợt này em về cái lô này rất là đẹp cho cô chú anh chị mình lựa chọn vào dịp Tết này ha. Đây là cẩm thạch tím siêu hoa ha. Đen búp nụ nè cô chú anh chị. Cái hình nó y ghen à, cái nón lá gì ha. Đen búp nụ rồi nè. Cây này chưa có rộ ha. Rộ hết rất là đẹp luôn. Cái này là màu tím đậm nha cô chú anh chị. Ở dưới mình nhìn lên nè cô chú anh chị ha. Y ghen à, cái nón lá. Cây này bên em đã vô dây nhôm rồi ha. Vô dây kẽm rồi. Về cô chú anh chị mình không có sợ là nó bị xét ha. Đây. Cái thân này cũng một cốt luôn. Một ôm tay của em luôn ha. Đây, cô chú anh chị mình nhìn ở trên sơ quan cái ha. Hoa là tròn đều hết nè. Đây, rất là đẹp ha. Cây này mà bông nở rộ cái rất là đẹp. Cái cẩm thạch tím siêu hoa này nè em chỉ cô chú anh chị rất là dễ ra hoa luôn. Khi mà chơi hết đợt bông mình cắt đọt cái mình tưới phân cho nó bắn đọt non rồi nó sẽ kèm theo nụ luôn. Nè cô chú anh chị thấy ha. Nè nó ra đọt non rồi nó kèm theo nụ luôn nè. Rất là dễ chăm sóc. Củ đế cây này gốc rất là lực luôn nha. Gốc già gốc. Hai tay em ôm không giáp luôn ha. Em đo cái củ đế cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Ở đây là 64. 64 luôn ha, em tính chiều heo cho cô chú anh chị mình luôn, 64 nha. Rất là sạch cái củ luôn rồi nè. Một bàn tay em đưa vô không hề hám gì hết ha, nhỏ xíu luôn rồi nè. Còn cái gốc thì rất là lớn luôn ha. Củ đặc, gốc già. Gốc này về cô chú anh chị mình sang qua chậu kiểu á, mình trưng mấy cái cây này mà trước nhà vào dịp Tết nguyên đám đồ ngũ sắc luôn ha. Rất là đẹp. Củ
mặt luôn ha. Rồi mã số 8. Cao 1m4, tán ngang 65, hoành 30. Mã số 8 1,6 triệu. Là em bao gồm phí ship luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 9. Số 9 thì cũng là một cái cây cẩm thạch tím siêu hoa luôn. Bên em cũng đã vô khung rồi, vô khung nón lá. Rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị. Vô khung sẵn luôn rồi nè. Cái này vô khung sẵn thì cô chú anh chị chơi hết được bông. Cái mình càng kê càng ra hoa, tàn càng dày. Nè, bên em thì cô chú anh chị yên tâm ha. Em thường chậu sống khỏe rồi, tụi em mới tiến hành ghép và vô dây nha. Đây, cái thân ở trên đây nè, tàn nhánh đồ rất là lực ha cô chú anh chị. Cây rất là khéo luôn nè. Củ đặc luôn ha. Gốc rất là đặc, gốc sạch sẽ luôn rồi nè. Cây này đế sổ nha cô chú anh chị. Độ sổ đế là 40 ha. Củ ở đây là 60. Ai, gốc sạch, gốc già luôn. Cây này đế sổ mà củ đặc là nuôi rất là lâu rồi nha cô chú anh chị. Mới được cái bộ đế như thế này ha. Rồi mã số 9. Cao 1m4, tán ngang 1m7, hoành 27, mã số 9 này 1,6 triệu luôn. Đây, em nghiêng lại cái phơm tàn này, cây này cho cô chú anh chị xem luôn ha. Búp nụ ha, rất là nhiều luôn anh nè. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là một cây chấm phất hồng Sakura. Em nghiêng cái phong tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây, trắng phất hồng Sakura. Cái mặt hoa của nó nè cô chú anh chị, cây này là cây chuyển màu nha. Nó đen đổi dần đổi mèo qua màu hồng đậm như thế này nè. Trắng phất hồng Sakura, tông một cúc zin luôn nha cô chú anh chị. Quá sáng cái phong tàn dày luôn rồi nè. Dày đặc kín mít hết. Tông mà tông một cốt luôn. Đế sổ luôn nha cô chú anh chị. Cây này hoành nhỏ thôi mà được cái củ đế rất là đặc và gốc già luôn rồi nè. Đây nè, cái hoành thì ở trên mà cái củ đế dưới đây nó rất là lực nha cô chú anh chị. Cây mà củ đế gốc lực vậy thì mình cứ yên tâm ha. Gốc sạch sẽ luôn rồi nè. Không có hẹo vết gì hết ha. Uốn lượn rồi nè. Nhìn gốc cây tàn tán thôi rất là đẹp. Này một cúc thẳng luôn nha. Rồi mã số 10. Cao 1m5, ngay 1m5, hoành 13. Mã số 10 1,2 triệu. 1,2 triệu là em bao gồm phí ship luôn. Tiếp theo mã số 11 là một cây một cốt màu dưa hấu. Đây dưa hấu nè. Đào rất là ngọt nha cô chú anh chị. Màu đậm ha. Tàn rất là dày ha. Em xoay một vòng cho cô chú anh chị xem ha. Phơm tàn dày. Cái lá của nó nè rất là xanh tốt luôn ha. Hoa nhiều chứ cái mặt lá nè rất là khỏe nha cô chú anh chị. Cây rất là khỏe cây. Này một cúc luôn nha. Gốc rất là già gốc luôn nha cô chú anh chị. Thân ở đây một ôm tay em luôn ha. Nè. Còn gốc ở dưới thì rất là già. Gốc lớn nha cô chú anh chị. Cây này gốc lớn nha. Gốc lớn hơn mấy cây gốc trước nữa. Còn mã số 11. Cao 1m3, tán ngang 1m3, hoành 23. Mã số 11, 850.000. Bao gồm phí ship luôn. Khi ship em ship luôn cả chậu à. Trong clip này em rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị gần xa nha. Số điện thoại của em là 0706 961 085. Cũng như là số Zalo à. Đầu tiên là mã số 12. 12 là một cái cây này ghép hai màu. Một là màu cẩm thạch hồng, màu hồng chứ, hồng cánh sen và màu đại phúc. Màu hồng cánh sen này cái màu rất là ngọt nha cô chú anh chị. Đây. Xiên bông luôn ha, ghép với lại màu hồng đại phúc. Tông một cốt luôn. Tàn rất là dày. Gốc già luôn nha cô chú anh chị. Đế sổ gốc già luôn ha. Gốc sạch sẽ.
Rồi mã số 12, cao 1m3, tới ngang 1m2, hoành 20. Mã số 12, 800.000. Tiếp theo là mã số 13. 13 là một cây tím bướm, tông 1 cốt, lùng lực, mặt hoa tím bướm, màu rất là đẹp nha cô chú anh chị, màu tím đậm luôn ha. Dòng tím bướm này thì khỏi nói rồi, xuyên hoa, dễ chăm sóc, mau ra bông nữa. Đây cái mặt hoa của nó nè. Này là tông 1 cốt luôn ha. Một tay em ôm đây nè, cái thân ở đây ha, gốc lùng lực luôn, đế sổ nha, đế sổ gốc sạch luôn. Còn mã số 13, cao 1m, ngang 85, ngoài 18. Mã số 13, 550.000. Tiếp theo mã số 14. 14 cũng là một cây tím bướm luôn. Cây này thì tông 1 cốt mà tông cao hơn cây nãy xíu. Cũng dòng hoa tím bướm, cánh to luôn ha. Mặt hoa rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này là một cốt zin luôn ha, không có mặt cắt, đế nè, uốn lượn đưa lên luôn ha. Rồi mã số 14, cao 1m, ngang 90, hoành 16. Mã số 14, 550.000. Tiếp theo mã số 15. 15 là một cây ba màu nha cô chú anh chị. Ba màu là gồm có một màu tím bướm, màu trắng đại phúc, màu trắng tiết, màu hồng đại phúc, màu trắng tiết và một màu tím bướm, ba màu. Cây này cũng tông một cốt luôn. Em nghiêng cái phông tàn xuống cô chú anh chị xem nè. Ba màu hoa đen gỗ ha, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đây, một cốt luôn. Một cúc zin nha cô chú anh chị, ba màu lá lớn ha, một cúc zin luôn nè. Đây, cái gốc nó rất là sạch ha. Rồi mã số 15. Cao 1m05, tới ngang 85, hoài 14. Mã số 15, 550.000. Tiếp theo mã số 16, cây này cũng ba màu luôn. Tím bướm, hồng đại phúc và trắng tiết. Ba màu hoa đen rộ, một cây ba màu về cô chú anh chị mình lấy bo cũng được ha. Chơi rất là ngợi. Giá thì rất là mềm luôn, tông một cốt luôn ha. Bên em là cây nhỏ thôi chứ tàn cũng rất là dày nha cô chú anh chị. Tàn rất là dày tàn. Bên em là nuôi là tàn càng dày thì hoa nó sẽ ra càng nhiều. Này tông một cốt luôn, đế sổ luôn ha, đế sổ hai thân ha, được hai cọng rễ ha. Rồi mã số 16, cao 1m05, ngang 90, hoành 16. Mã số 16, 550.000. Tiếp theo mã số 17 là một cây hai màu, một màu đỏ lửa và một màu hồng gân, ghép với nhau rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái màu nhìn thấy nó ngọt ha. Đây, đỏ lửa nè, hồng gân nè. Hồng gân này, hồng gân bông đậm ha. Màu đỏ lửa thì những cái màu đỏ lửa thì lên thì nó rất là ngọt, nó sáng nữa. Tông thì tông một cốt, uống lượng một cốt này một cốt khó khăn ha. Cái cọng đế rất là quái nha cô chú anh chị, uống lượng luôn ha, rất cộng dày, rất là già ha. Còn mã số 17, cao 95, ngang 80, hoài 14. Mã số 17, 500.000. Mã số 17 cũng là cuối clip ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ em clip này ha. Chúc cô chú ngày mới vui vẻ, xin clip vui vẻ ạ. Xin chào.